Câu số 41. Hôm nay thầy sẽ chữa chúng ta cái đề dự đoán nhá, đề số 01. Đúng không ạ? Đề số 01. Câu 41 này. Polymer metinmet acrylate. Ui giời ơi, được tạo thành từ monomer tương ứng gì? Nghe thế thôi. Đừng sợ. Nó không đáng sợ như cái việc mà các em đọc thấy. Metinmet acrylate. Đây là tên của anh este. Được chưa? Vậy mình cứ vẽ nó ra. Xem nó như thế nào. Ok rồi, mình vẽ nhá. Met. Đây thầy phân tích từng tí. Met này là cắn vào gốc acry. Vậy acry đây. Đây mình cứ chưa thuộc các em, cứ làm cho thầy nhé, chưa thuộc mình vẽ. Đây acry. Đây là acry. Met là nhóm metin. Đấy. Được chưa? Thế còn metin ở đầu này là CH3 này. Vậy đây chính là metin met acrylate này. Các bạn nhìn thấy chưa? Đây là nhóm metin met acrylate. Ok chưa? Vậy polymetin met acrylate là được tạo từ anh monomer này. Bật mí nhỏ nhá. Anh này ấy, nó còn là thủy tinh hữu cơ đấy. Các bạn nhớ chưa? Nó còn là thủy tinh hữu cơ đấy. Thế thì mình có này, trong này này, ý A là loại rồi. Nhìn là loại luôn. Ý D là loại, mình chỉ còn B và C là được. Ok chưa? Đấy là cách chúng ta làm nhá. Nếu mà chúng ta sợ, với những người sợ chúng ta luôn luôn có cách làm nhanh, đúng và chuẩn. Chỉ cần nghe thầy thôi. Ni lông 6 này. Ni lông 6 à các bạn, thầy xui các bạn nhá. Ni lông 6 các bạn chỉ cần nhớ thầy là có 6 carbon. Chỉ cần nhớ cho thầy có 6 carbon thôi. Vậy này, nhìn nhá. Ý B này, 5 carbon cộng 1 là 6, đúng chưa? Ý C này, 6 cộng 1 là 7. Sai chưa? Sai rồi đi các anh. B, ngon lành chưa? Không phải thuộc. Học với thầy là học lý thuyết, không phải thuộc. Các bạn nhớ chưa? Nhớ được kỹ nhá. Thấy không? Kinh điển chưa? Kinh điển thì không tội gì mà không thả tim, thả tim, thả tim, thả tim. Và không tội gì xe một xe để cổ vũ thầy cả. Đúng không em? Ok, thank you cả nhà. Kim loại kẽm khử được ion nào sau đây? Các bạn biết không? Cái đề này lúc mà thầy cho lớp off của thầy làm ấy, thì có rất nhiều bạn làm đáp án B. Trời ơi, không biết lớp mình có nhiều đứa là chọn B không ạ? Có nhiều đứa chọn B không ạ? Chọn B sai le à? Thấy không? Đây là đề dự đoán các em nhá. Đề dự đoán này cấu trúc thì thầy cho là với mục tiêu là nó hơi khó, hơi lừa hơn so với lại cái đề thi Trung học phổ thông quốc gia, để các em bị luyện tập với việc bị lừa đi, để khi ngồi vào phòng thi chúng ta không bị lừa nữa nhá. Được chưa? Thôi thì để thầy lừa còn hơn để bụa bộ lừa. Được không? Thế thì kẽm khử được ion nào sau đây có nghĩa tương đương với việc là kẽm tác dụng được với ion nào? Các bạn hiểu thế cho đơn giản. Vậy kẽm tác dụng được với ion nào ạ? Kẽm này không tác dụng với magie 2 cộng rồi. Kẽm cũng không tác dụng được với natri rồi, càng không tác dụng với strontium rồi. Phải tác dụng với gì? Hạt cơm. Trời ạ, đừng bị nhầm kiểu thế nữa. Chỉ nhầm một lần này thôi nhé. Được chưa? H2. Ok không? Đúng chưa? Hiểu chưa? Tại sao các bạn chọn B? Tại vì các bạn chưa bao giờ nghe thấy strontium ở bên trong cái dãy điện hóa đúng không? Thì hôm nay nghe. Ok nhá. Nào, C ạ. Đáp án đúng chúng ta là đáp án C. Được không? Tại sao ạ? 43 thì sao ạ? 43 anh em chọn đáp án gì ạ? Kim loại nào sau đây không tác dụng hạt bột loãng? Trời ơi, để làm được câu này ý, mà vẫn nhiều đứa tô sai. Tại sao? Nó đọc nhầm. Hỏi ra biết đọc nhầm. Đi thi tô sai về bảo thế tại sao điểm thấp thế? Hỏi ra biết đọc nhầm. Đọc nhầm là đáng nhất là không tác dụng thì các con giờ để đi tô là tác dụng. Quá buồn. Không có gì để nói. May với là thi thử thôi nhá. Đừng hôm nay bị thầy lừa ở đây. Đừng đi thi thật cũng bị lừa nhá các em nhá. Nhớ chưa? Nhớ chưa? Nhớ chưa? Nhớ chưa? Vậy đây mình có này. Không tác dụng thì những kim loại mà không tác dụng hạt bột loãng ấy là những kim loại đứng sau hiđro trong dãy điện hóa. Và nó đứng sau hiđro trong dãy điện hóa là gì? Khi nào ba cần mua áo giáp sắt nên sang phố hỏi cửa hàng. Vậy là gì? Đồng ý C nhá. Đồng là không bao giờ tác dụng hạt bột loãng. Nhớ chưa? Câu số 44. 44 này mới nhiều bạn bị lừa này. Thì thề luôn, 44 này ối bạn bị lừa luôn. Ý của nó hỏi là chú mày ơi,
KNO3 nhiệt phân tạo thành những cái gì? Sao? KNO3 nhiệt phân tạo thành gì ạ? Câu hỏi nó đơn giản, nó dễ chơi rồi mà ông cứ lòng vòng. KNO3 nhiệt phân thì tạo thành KNO2 cộng 1/2 oxy. Vậy phân hủy thành KNO2. Vậy suy ra khí của chúng ta là khí oxy. Ok chưa? Dễ chưa? Ok chưa? 45. Nhôm là nguyên tố đứng hàng thứ 3 sau oxy và silic về độ phổ biến trong vỏ trái đất. Hợp chất của nhôm có mặt ở khắp mọi nơi, như là có trong đất sét này, như là có trong mica này, như là có trong bauxit, như là có trong cryolite này, được không ạ? Vậy bây giờ đề bài hỏi chúng ta là công thức của cryolite là gì? Công thức của cryolite là gì? Thế chúng ta phải nhớ cryolite là Na3AlF6, được không? Na3AlF6 hay nói cách khác chính là 3NaF AlF3. Các bạn nhìn thấy trong cái này lạ lạ là các bạn bỏ đi, các bạn khoanh luôn đáp án D là toang rồi. Nhiều anh em bị lừa lắm, khổ. Không sao nhá, cố gắng. Thầy sẽ livestream 3 đề dự đoán. Các bạn nhớ đặt xem trước fanpage nhá. Theo dõi liên tục những đề dự đoán của thầy để làm sao để không bị sai ngu, để không bị lừa nữa. Ok chưa? Tiếp tục sang câu 46. 46 này. Chất nào sau đây làm quỳ tím ẩm chuyển thành màu xanh ạ? Được chưa? Tiếp, chất nào sau đây làm giấy quỳ tím ẩm chuyển thành màu xanh ạ? Màu xanh nhá. Màu xanh. Anh nào làm quỳ tím ẩm chuyển thành màu xanh ạ? Phải là những anh nào mới làm quỳ tím ẩm chuyển thành màu xanh? Mình có là gì? Acid thì làm quỳ tím ẩm chuyển thành màu đỏ. Bazơ thì làm quỳ tím ẩm chuyển thành màu xanh. Vậy ở đây anh CH3COH là làm quỳ chuyển đỏ. Bỏ luôn. Anh amino acid này có một nhóm NH2, một nhóm COH nên làm quỳ không chuyển màu, bởi vì cái tính ba acid và tính bazơ nó cân bằng nhau. Được chưa? Anh anilin thì không bao giờ làm quỳ chuyển màu. Ok chưa các bạn, nhớ chưa? Vậy chỉ còn anh gì thôi? Etinamin các bạn nhé. Etinamin thì làm quỳ chuyển màu. Vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án B bỏ. Nhớ chưa? Nhớ chưa? Nhớ chưa? 47. Ion nào sau đây có tính oxy hóa mạnh nhất? Oxy hóa mạnh nhất à? Gì ạ? Theo chiều dãy điện hóa từ trái sang phải thì tính oxy hóa của các cation kim loại tăng dần. Các bạn phải nhớ câu đấy. Vậy thì anh cation kim loại nào càng đứng phía cuối thì anh đấy tính oxy hóa càng mạnh. Khi nào ba cần mua áo giáp sắt nên sang phố hỏi cửa hàng á. Ở trong này không có á. Vậy nó ở đây nó sẽ là anh gì? Anh đứng sau cùng. Và anh đứng sau cùng ở đây đó là anh đọc C nha các em. C nha. Tuyên dương tất cả các bạn cho đáp án C. Ok, tuyên dương. Comment mạnh mẽ lên. Câu 48 ạ. 48. Polysaccharide là X là chất rắn dạng sợi màu trắng không mùi vị. Dạng sợi là phải chú ý rồi nhá. X có nhiều trong bông nõn gỗ đay gai. Ôi cái này anh em biết nó là gì rồi. Biết ngay là gì rồi. Biết ngay là gì ạ? Cellulose. Cellulose. Ok nha các bạn nha. Thủy phân X thu được monosaccharide. Cellulose mà thủy phân ấy thì nó sẽ thu được glucose. Được chưa? Vậy monosaccharide Y là glucose. Cái câu này là một cái câu lý thuyết điển hình. Tại sao thầy lại nói là nó là một câu lý thuyết điển hình mà các bạn hay sai? Bởi vì là cây xưa mình chỉ có chọn là nó cùng hỏi như nhau, đây nó hỏi lẫn lộn. Nên là nếu các em cứ nghĩ ở trong đầu chất X và chất Y là gì, các bạn không ghi ra ấy, thì sẽ dẫn đến là các bạn loạn giữa chất X và chất Y. Và khi loạn giữa chất X và chất Y thì các bạn sẽ làm sao? Chọn phải đáp án nhiều. Nên thôi, đừng lừa, ghi ra như thầy nha. Ok chưa? X có cấu trúc bạch phân nhánh. Cellulose
là không phân nhánh nhá. Vậy sao? Phân tử khối của y, y là glucose. Công thức của nó là C6H12O6. Đứa nào không nhớ bấm máy tính. 12 x 6 cộng 12 cộng 16 x 6 bằng 180. 180 chứ phải 162 đâu. Sai bề. Y không tan trong nước lạnh. Y là glucose nhá. Các em pha đường ở bên trong nước lạnh nó vẫn tan mà. Nên cái việc mà bảo là y không tan trong nước lạnh cũng sai tiếp. Y tham gia phản ứng với AgNO3 trong NH3 tạo thành amoni gluconat. Mấy anh em trong khóa chống nát có nhớ không? Cái này thầy nhắc rồi đấy. Có nhớ không? Đúng chưa? Ý dê ạ. Y tham gia phản ứng với AgNO3 trong NH3 tạo thành amoni gluconat. Ok nhá. Ok. Chiến thắng chưa? Những câu lý thuyết ấy, mình làm từ từ, mình làm bình tĩnh để mình chọn được đáp án chắc chắn đúng, các bạn nhớ chỗ. Rồi thầy dặn nhá. Ok. Tiếp tục nhá, 49 ạ. Chất nào sau đây không phải là axit béo? Thì axit béo chúng ta học có 4 ngành axit béo thôi. Nhá. Gì ạ? Stearic. Đây, stearic đây. C17 thầy nhắc cho các bạn nhớ nhá. H35 COOH. Đấy chưa? Palmitic. C15 H31 COOH. Ok chưa? Và gì ạ? Oleic C17 H33 COOH. Ngoài ra còn anh linoleic là C17 H31 COOH. Vậy anh không phải là axit béo, là anh A, axit acetic CH3 COOH. Được chưa? Dễ mà. Thế câu 50 này cũng chọn đáp án luôn các em nhá. Nó mới chọn đáp án luôn nhé. Chrome trong này chrome dương 3 rồi còn gì nữa. Bây giờ mà xác định nhầm số xóa cửa chrome nữa thì thôi chịu xuống học cùng với các cháu lớp 10. Thầy dạy lại một thẻ luôn nhá. Khuyên chân thành nhất. X dư vào dung dịch AlCl3 FeCl2 thu được kết tủa y. Và dung dịch Z cho HCl dư vào dung dịch Z thu được dung dịch chứa AlCl3 KCl HCl dư. Được chưa? Vậy đề bài hỏi chất X là gì? Thế thì nha, thầy dạy chúng ta nha. Các bạn đừng hoang mang khi nhìn cái câu này. Cái câu này nhìn hoang mang bởi vì người ta tạo cho chúng ta một sự hoang mang trong cảm xúc, dẫn đến chúng ta đưa ra các quyết định và chọn các đáp án sai lầm. Học sinh thầy Minh không hoang mang. Học sinh thầy Minh có thầy Minh độ rồi, không việc gì phải kinh. Vậy cái câu này làm nào? Các bạn nhìn nhé. HCl dư HCl kệ bố nó. Có AlCl3 thì chắc chắn trong dung dịch Z này phải có nhôm 3 cộng. Cứ để đây nó đã. Có kali vậy chắc chắn nó phải có K cộng. Đúng không em? Chắc chắn luôn. Thế thì đây là tác dụng với AlCl3 và FeCl2. Vậy điều này mình khẳng định được 100% là bên trong thằng X này bảo toàn nguyên tử nguyên tố kali thì thằng X bắt buộc phải có kali. Ok không? Bắt buộc phải có kali. Thế thì kali mà tác dụng với lại, nó phải chứa nguyên tố kali mà các tác dụng với đầy K cộng, chứ ghi kali thì cũng hơi sợ nhỉ. Tác dụng với AlCl3 và FeCl2 mà tạo nên kết tủa. Mà đây là anh này nó phải dư mà tạo nên kết tủa. Vậy thì nó không thể là KNO3 được. Bởi vì làm sao KNO3 làm sao tác dụng với AlCl3 và FeCl2 tạo nên kết tủa được? Sai lẻ. Vậy là gì? Chỉ có thể là KOH. KOH nó tác dụng với AlCl3. Đây là KOH dư các em nhé. Thì nó tạo thành gì ạ? NKAlO2. Đúng chưa? Và nó tác dụng FeCl2 để tạo thành FeOH hai lần, kết tủa màu trắng xanh. Các bạn nhớ chưa? Đấy thì bảo rồi, đừng hoang mang, đừng sợ.
có thể rồi. Tất cả mọi thứ khó khăn đều có cách để gỡ nó ra. Nhớ nhá. Ok. Và nếu mà các em thấy cái buổi học này hay thì rất là mong muốn tất cả các bạn và các em đang theo dõi buổi học này giới thiệu thầy tới tất cả các em của các em, để các em của em biết là có thầy Minh dạy hóa. Được chưa? Và sang năm tới thì thầy có khóa live dành cho những cái bạn mà học sinh học lớp 11 và lớp 12. Các em nhớ nhắc các em mới đăng ký thầy thật sớm. Học thầy càng sớm thì càng giỏi. Được không ạ? Đáp án đúng đáp án B bỏ. Ngon chưa? Thôi năm 2 ạ. Thôi qua cái cơn bi cực rồi, qua cái cơn khó khăn rồi, bây giờ mình sang cái câu dễ hơn. Năm 2 đáp án mạnh mẽ lên các bạn, comment đáp án xuống phía dưới nào. Sản phẩm phản ứng giữa nhôm và khí clo là mình cho nhôm tác dụng với clo thì tạo thành AlCl3. Dễ quá. Nhôm clo đua. Câu 53. Đồng thì tan trong dung dịch nào sau đây? Thì đồng thì chắc chắn nó không tan trong khoáng bốn loãng rồi. Này ai cũng biết. Không tan trong HCl loãng rồi. Ai cũng biết. Không tan trong FeS4 rồi, đồng sao để được sắt? Điêu. Vậy đồng tan trong dung dịch sắt 3 nhá. Đồng này cộng với lại sắt 3 cộng với phần điện hóa, các bạn sợ lắm nên thầy ghi lại phương trình để cho các bạn nắm được. Tạo thành đồng 2 cộng cộng với lại sắt 2 cộng. A các em nhá. Đáp án đúng là đáp án A. Ok chưa? 53 đáp án A. Năm tư này mới hay này, năm tư này mới nhiều bạn sai này. Câu năm tư này toang hoàn toàn luôn. Nào các năm tư các bạn chọn đáp án gì? Năm tư ạ. Hóa chất được sử dụng rộng rãi trong nhà máy điện hiện nay để xử lý các khí thải công nghiệp một cách tiện lợi, kinh tế và hiệu quả. Thì hóa chất đó là CaH hóa 2 lần. C em nha. C ạ. Câu 55, nỗi sợ của tất cả các bạn học sinh đó là polymer. Đúng không? Đây là nỗi sợ của tất cả các bạn và các em. Cái gì? Thầy Vinh thì không có gì để sợ nó cả. Yên tâm, cần hết. 55 polymer. Polymer cho các tơ sau. Có bao nhiêu tơ thuộc loại tơ polyamide? Thế thì đầu tiên chúng ta phải nắm được tơ polyamide là gì. Cái việc mà các em sợ ấy, một vấn đề gì đó, đó là do cái việc mà các em chưa hiểu rõ về nó. Thì hôm nay thầy giảng chúng ta hiểu. Suốt ngày đi học nghe polyamide rồi. Thế theo các em nghĩ polyamide là gì? Này thì đố anh em đang học cái buổi học ngày hôm nay mà biết được đứa nào comment được đúng polyamide là gì đấy. Xem nào. Có đứa nào comment được đúng polyamide là gì không? Nào, polyamide là gì? À, polyamide ý, nó là gì? Nó là các polymer mà nó có liên kết NHCO. Thực ra bản chất là nó là liên kết NRCO thì được gọi liên kết amide. Nhưng trong chương trình lớp 12 thì chúng ta học chỉ học có là gì ạ? Là polyamide, là NHCO mà thôi. Thấy chưa? Thấy không? Không một bạn nào comment đúng luôn. Đấy, thì mình giảng thế là hiểu. Vậy cellulose acetate không phải là polyamide. Tại vì nó là cellulose tác dụng với lại anhydride acetic. Cáp rông là polyamide tại vì nó có NHCO nhá. Nitron không phải polyamide tại vì nitron đi từ vinyl cyanua đến nitron này. CH2 này, CHCN này. Đây nitron không có NHCO nhá. Visco cũng không phải polyamide tại vì visco là đi từ cellulose nhúng vào dung dịch CH2. Được chưa? Ni lông 6,6 là polyamide bởi nó được tạo bởi từ hexametylen diamin kết hợp với axit adipic. Được chưa? Vậy suy ra chúng ta chỉ có bao nhiêu thôi ạ? Chúng ta chỉ có hai tơ thuộc loại polyamide thôi. Đấy là tơ nào? Đấy là tơ cáp rông và tơ ni lông 6,6. Sau này nếu có tơ ni lông 7 nữa thì nó cũng là tơ polyamide, các bạn nhớ nhá. Được chưa ạ? Nhớ kỹ chưa? Đấy, thầy Minh dạy cho cái chiêu này thấy có hay không ạ? Các bạn có thấy đặc độc đáo không ạ? Nếu thấy hay thì độc đáo thì thả tim, thả tim, thả tim, thả tim nào. Hay không? Nhớ chia sẻ lại nhé. Cái việc mà các em chia sẻ lại buổi học ngày hôm nay ấy, là thay một cái lời động viên để thầy Minh có thật nhiều sức lực, thật nhiều động lực để có thể livestream những cái buổi tiếp theo chiến đấu của các em trong một tuần cuối cùng nữa. Câu 56.
cho chất X tác dụng với dung dịch NaOH. Chất X này khó nhỉ, thu được CH3CONa này, thu được C6H5ONa và nước, thì chắc chắn 100% anh X nó là anh este của phenol, đúng không ạ? Và chất X nó là anh este của phenol á, thì nó chỉ có thể là anh gì thôi, CH3COOC6H5, được không các bạn? CH3COOC6H5. Thì khi nó thủy phân thì nó thu được CH3CONa và C6H5ONa và nước. Ok chưa? Vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án A nhá. A nhá các bạn nhá. Các bạn chọn A nhá. Đấy là câu 56 á. Câu số 57. Ôi 57 dễ quá. Có những anh carbohydrate nào là monosaccharide? Này, có những anh carbohydrate nào là monosaccharide? Các bạn nhớ nha. Bắt đầu từ sáng mai 5:30 thầy bắt đầu live stream chuỗi lý thuyết hay sai dành cho tất cả các bạn và các em. Nhớ theo dõi cùng thầy. Ok không ạ? Câu 57. Chất nào sau đây là monosaccharide? Mình có hai anh monosaccharide. Một là anh glucose, hai là anh fructose. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án C các bạn nhá. Ok, C. Hàm lượng đạm của phân bón thì được đánh giá bằng hàm lượng đạm của phân bón nhé, thì được đánh giá bằng phần trăm khối lượng của nitơ trong phân, được chưa? Đây là cách giải chậm, thầy cứ giải cách giải chậm theo bản chất cho các em đã. Vậy bây giờ mình sẽ tìm được phần trăm khối lượng của nitơ trong NH4NO3. Thì trong này có 2 nitơ. Vậy thì nguyên tử khối vậy thì của nó sẽ là bằng 2 nitơ là 2 nhân với lại 14 là 28 chia cho phân tử khối của NH4NO3 là 17 cộng với lại 62. Đấy, thì nhân 100% thì chỗ này nó bằng là 35,44%. 35,44%. Tương tự vậy mình tìm được NH42 lần NH4 cũng là 28 chia cho NH42 lần là 18 nhân với lại 2 cộng với gốc SO42 trừ là 96 bằng được bao nhiêu nhân 100%? 21,21, anh này còn nhỏ hơn. Đúng chưa? NH22 lần CO thì trong này sẽ là 28 chia cho mở ngoặc đơn. 14 cộng 2 là 16 nhân 2 cộng với lại 12 cộng 16 bằng nhân 100%. 46,6%. Cuối cùng NH4Cl nó sẽ là 14 chia mở ngoặc đơn. 14 cộng 4 là 18 cộng 35,5 bằng nhân 100% bằng 26,168. 26,168. Vậy mình nhìn thấy anh NH2 hai lần CO này là lớn nhất. Được chưa? Thầy nhắc thế là các em nhớ rồi đúng không? Đấy. NH2 hai lần CO này. Được chưa? Vậy ở đây mình sẽ có là gì? Đáp án đúng là gì? C. Thì còn một cách nhớ khác nhé, dành cho những bạn mất gốc, chống nát, chống liệt, không cần phải tính cái này. Cứ nhớ auto hàm lượng cao nhất là ure và công thức của ure là NH2 hai lần CO. Được chưa? Chỉ cần nhớ thế thôi là thành công. Ok. Ôm dễ tan trong nước ở điều kiện thường để tạo thành hợp chất với X, phản ứng nhanh chóng dừng lại do X không tan trong nước đã ngăn cản một phần nhôm không tiếp xúc với nước. X là gì? A là OH 3 lần. Được chưa? Sẽ câu 60 một câu tính toán này. Mãi bây giờ mới có một câu tính toán mà lại là một câu tính toán dễ. Đâu rồi? Bấm lên số mol hydro bằng bao nhiêu này? Còn bây giờ không biết bấm số mol nữa thì chịu đấy nhá. Nào, số mol hydro bằng bao nhiêu ạ? Số mol hydro bằng bao nhiêu các em? 3,0688 mà chia cho 2,4 ạ. 3,0688 mà chia 2,4. 3,0688 chia 22,4 bằng bao nhiêu? 0,137 mol. Lẻ quá. Lẻ quá thì đáng luôn. Nhờ. Quá lẻ. 5,48 gram một kim loại hóa trị 2 này, ký hiệu nó là kim loại M hóa trị 2 đi. 5,48 gram mà tác dụng với nước thì nó sẽ thu được là MOH 2 lần
cộng với H2. 2 ở đây. Vậy số mol hydro bằng 0,137 thì mình suy ngược lại được số mol kim loại M bằng 0,137. Thì mình suy được luôn nguyên tử khối M bằng 5,48 chia 0,137 bằng 5,48 chia N bằng 40. 40 với nó là gì? Canxi, đúng rồi, chính xác. Tiên Dương tất cả các bạn comment đáp án B. Lysin có 6 nguyên tử carbon. Đáp án đúng, đáp án A. Combo này, 6 carbon này, 1 nhóm COH này và 2 nhóm NH2. Thế cho dễ nhớ nhỉ. Câu 62. Những kim loại nào sau đây có thể được điều chế theo phương pháp nhiệt luyện? Nhiệt luyện là gì? Các bạn còn nhớ không? Nhiệt luyện là gì? Nhờ chất khử CO đi qua oxit kim loại tương ứng. Thì CO ấy, nó chỉ khử được các anh oxit của kim loại đứng sau anh nhôm mà thôi. Vậy nó không thể nào khử được anh nhôm. Al2O3 không khử được. CaO càng không khử được. MgO càng không khử được. Vậy nó khử được oxit của kim loại tương ứng là các oxit sắt và các oxit niken. Vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án A, các bạn nhớ chưa? Nhớ chưa? Tiếp tục nha. Câu 63. Chất nào sau đây tác dụng hai bốn loãng nóng dư sinh ra hai muối? Câu này cũng nhiều bạn bị lừa lắm. Khổ, các bạn toàn bị ăn quả lừa thôi, ăn cú lừa. Nhờ. Tác dụng hai bốn loãng nóng sinh ra hai muối, loãng thôi. Thực ra mình chỉ để ý từ loãng thôi, nóng cũng chẳng giải quyết được gì. FeO thì chỉ tạo thành là FeSO4 thôi. FeOH 3 lần thì tạo thành Fe2S4 3 lần. Fe2O3 thì cũng tạo thành Fe2S4 3 lần. Vậy ở đây chỉ có gì? Fe3O4 cộng với H2SO4 loãng thì tạo thành FeSO4 cộng Fe2SO4 3 lần. Đúng hai muối chưa? Đúng hai muối chưa? Vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án A nhá. Ui, 64 này, bóng cười này. 64 chọn đáp án gì ạ? À? Các bạn còn nhớ bóng cười không? N2O nhá, đáp án đúng chúng ta là đáp án C. Khí cười công thức là N2O. 65. Hòa tan 24,3 gam hỗn hợp nhôm magie kẽm. Các bạn ơi, thầy có công thức giải nhanh cho câu này. Xe nhanh lại không là nó trôi mất. Công thức giải nhanh như sau. M muối clorua thì luôn bằng M kim loại phản ứng cộng với 71 nhân NH2. Được không? Các bạn nhớ chưa? Công thức này đóng khung lại. Vậy bây giờ mình thế số vào. Mình sẽ có M muối này 59,8 thì bằng M kim loại là 24,3 cộng 71 nhân NH2. Và hoàn toàn tới đây mình tìm được NH2 bằng 59,8 trừ 24,3 bằng chia 71 bằng 0,5. 0,5 mà nhân với 2,4 thì bằng 11,2 lít. Đáp án đúng là đáp án D. Nhá. Đáp án đúng là đáp án D. 66 này kinh. Này, 66 đánh dấu tí nữa giải sau được không? 66 nhìn hơi kinh, hơi sợ. Đánh dấu tí giải sau. Thực ra 66 cũng dễ thôi, nhưng mà thầy sợ là các bạn sợ nên là mình cứ đánh dấu lại tí nữa mình giải sau. 67 nhá. Kim loại nhẹ nhất là kim loại nào? Ôi dồi ôi, câu này mà quên thì chịu. Kim loại nhẹ nhất là kim loại nào ạ? Đừng quên câu này nhá, quên câu này thì buồn lắm. Kim loại nhẹ nhất là gì ạ? Liti. Công thức của sắt 3 nitrat là FeNO3 3 lần. Dễ chưa? Câu 69. 69 thực ra là một câu dễ. Đây thì chữa 69 các em nhìn nhá. Nung hỗn hợp gồm nhôm này, Fe3O4 này và Cu ở nhiệt độ cao này, thì mình thu được chất rắn X này. Thế thì nhôm mà nung với F3O4 và Cu thì chắc chắn là mình sẽ thu được Al2O3.
chắc chắn có Fe, đúng chưa? Đồng thì chẳng có vấn đề gì cả, đồng vẫn giữ nguyên đồng. Nhưng đây là nung hỗn hợp, thu chắc chắn chưa biết nói, đề bài nó chưa nói chúng ta là lâu hay nhanh, hoàn toàn hay không hoàn toàn. Nên mình cứ để vậy đã. Cho x vào ông dịch NaOH thì thu được khí hydro và chất rắn y, kem gì không? Có khí hydro, Al2O3 ta có tác dụng với NaOH nhưng không khi sinh hydro. Sắt và đồng thì đều không tác dụng. Vậy để sinh hydro thì khi và chỉ khi chỉ có thể là có nhôm dư. Được chưa? Mà nếu mà đã có nhôm dư thì không có Fe3O4 dư được. Được chưa? Vậy chất rắn y chúng ta là những thằng không tan trong NaOH là gồm có Fe, gồm có Cu là không tan trong NaOH. Được chưa? Cho y vào dung dịch AgNO3. Đây, cho y vào dung dịch AgNO3 thì thu được dung dịch E chứa 3 muối. Dung dịch E chứa 3 muối và nó lại còn có cả khí NO bay ra nữa mới hay chứ. NO bay ra có ý nghĩa gì ở đây? Tại sao ở đây lại có NO bay ra? Có NO3 trừ nhưng không có H cộng, đúng không ạ? Lấy đâu ra H cộng? Đây, cho H cộng dư vào E thì thu được khí NO. Đấy, thì ở đây có cả H cộng nữa. Dung dịch chứa 3 muối. À sorry, chỗ này là cho chất rắn Z và dung dịch E chứa 3 muối. Sau đó cho HCl dư vào E thì mới thấy sinh ra khí NO. Thế thấy khí sinh ra NO này có nghĩa là gì? Nó có nghĩa là có H cộng, có NO3 trừ và trong này xảy ra phản ứng oxy hóa khử. Và xảy ra phản ứng oxy hóa khử thì dung dịch E có 3 muối thì nó chắc chắn phải có muối Fe NO3 hai lần. Chắc chắn phải có Fe NO3 ba lần. Và chắc chắn phải có CuNO3 hai lần. Đấy là của dung dịch Y, E. Để bài hỏi thành phần chất tan của E. Chất tan E đây, FeNO3 hai lần, FeNO3 ba lần và CuNO3 hai lần. Vậy đáp án đúng của chúng ta không có AgNO3 dư nữa. Bởi vì nó có tồn tại muối sắt 2 mà thì không có AgNO3 dư. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án D các bạn nhé. Đáp án tổng lại tơ tổng hợp, không phải tơ tằm là tơ thiên nhiên. Polyethylene được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng. Sai, polyethylene là trùng hợp đây này. CH2 nối đôi CH2 này. Nhiệt độ này, áp suất này, xúc tác này, CH2 này, CH2 này, tất cả N lần này, trùng hợp. Cellulose thuộc loại polysaccharide, cái này đúng. Thủy phân hoàn toàn albumin thì thu được hỗn hợp alpha amino acid. Thủy phân hoàn toàn albumin thì thu được hỗn hợp alpha amino acid, đúng này. Ở điều kiện thích hợp triolin tham gia phản ứng cộng hydro, đúng này. Polyethylene terephthalate được điều chế bằng phản ứng trùng hợp, sai này, nó là trùng ngưng. Vậy ở đây đề bài hỏi số phát biểu đúng nhá. Được chưa? Chúng ta có mấy ạ? CDE 3 phát biểu đúng. CDE 3 phát biểu đúng. Ok chưa các em? Các bạn ok rồi thả tim nhá để thầy biết nhá. Câu 71 ạ. Nào các bạn cùng làm xem 71 đáp án gì. 71 khó 70. Không sao, không biết cũng comment đáp án xuống phía dưới. Thầy không mắng đâu mà. Thầy không mắng thì không chửi đâu. Cố gắng lên. 71. Thực hiện các thí nghiệm sau. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, có bao nhiêu thí nghiệm thu được kết tủa? Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, có bao nhiêu thí nghiệm xảy ra thu được kết tủa? CO2 dư vào dịch CaOH 2 lần thì mình chỉ thu được CaHCO3 2 lần. Bỏ. Nhỏ từ từ NH3 đến dư vào Al2SO4 3 lần thì mình thu được kết tủa AlOH 3 lần. Không tan trong NH3 dư. Vậy một cháu thu được kết tủa. Nhỏ từ từ BaOH 2 lần đến dư vào Al2SO4 3 lần thì mình có Ba2 cộng cộng SO4 2 trừ tạo thành BaSO4. Chắc chắn có kết tủa. Kết tủa này không tan trong dung dịch.
axit mạnh cũng như là kiềm mạnh. Cho NaOH vào dung dịch CaHCO3 2 lần dư thì mình thu được NaHCO3 cộng với lại CaCO3, và trong này có CaCO3 là cái tủa chính xác. HCl và FeNO3 2 lần thì mình sẽ thu được là Fe3 cộng cộng NO cộng H2O, không có kết tủa đây. Đun nóng nước cứng tạm thời thì mình sẽ thu được kết tủa là CaCO3, có kết tủa. Vậy tổng cộng mình có mấy kết tủa các em? 71 mình có mấy kết tủa? Ồ, các bạn sợ câu này à? Có gì phải sợ, mạnh dạn lên mấy ạ? Có phải mạnh mẽ nào? 71 đáp án gì? C nhá. C các em nhá. Được chưa? Nhiệt phân hoàn toàn hỗn hợp gồm, nhiệt phân hoàn toàn hỗn hợp gồm FeNO3 2 lần Al NO3 3 lần nhiệt phân. Thu được FeNO3 2 lần nhiệt phân thì thu được chất rắn là Fe2O3 này, AlNO3 thu được Al2O3 này. Thu được hỗn hợp khí X. Hỗn hợp khí X gồm có NO2 và O2. Trộn hỗn hợp này với oxy cộng thêm oxy nữa. 0,112 chia 2,4 bằng bao nhiêu các em? 5 x 10 - 3. Thu được hỗn hợp Y gồm NO2 oxy. Được chưa? Hấp thụ hoàn toàn Y vào 3,5 lít nước. Đấy, hấp thụ hoàn toàn Y vào 3,5 lít nước. Thì đấy, sinh ra dung dịch pH bằng 7. Dung dịch pH bằng 1,7. Thế ở đây là kiểm tra lại kiến thức pH của chúng ta học từ ngày trước, xem là chúng ta còn nhớ không. Thế pH bằng gì các em nhỉ? Bạn nào có nhớ, bạn nào có thể comment xuống phía dưới cho thầy được không? pH thì bằng gì? pH thì bằng trừ logarit nồng độ H cộng. Vậy nó bằng là 10 mũ trừ suy đạm nồng độ H cộng bằng 10 mũ trừ pH, 10 mũ trừ 1,7. Đấy là nồng độ H cộng nhá. Vậy mình tìm được số mol H cộng sau phản ứng. CM bằng N trên V, N bằng CM nhân V. 10 mũ trừ 1,7 nhân với bao nhiêu lại? 3,5. Xem bằng bao nhiêu? 10 mũ trừ 1,7 nhân với 3,5 bằng 0,069, thì gần bằng 0,07 mol. Vậy số mol H cộng sau phản ứng bằng 0,07 mol. Ok chưa? Ok chưa? Tiếp tục nha. Đề bài hỏi giá trị của M mà. Đề bài hỏi chúng ta là giá trị của M. Nhiệt phân hoàn toàn. Thế thì bây giờ mình sẽ viết phương trình. Bởi vì ở đây là thêm oxy rồi thì mình vẫn đang phân vân là không biết ở đây là N nitơ hết hay oxy hết. Nên mình cứ viết phương trình cho yên tâm. Được không? Yên tâm cho an toàn. Nhờ. Chứ nếu mà là đây cho tác dụng với nước nhưng mình không biết là oxy có hết hay không. Giả sử mà mình biết là oxy hết thì ngon. Nhưng thì mình không biết. Không biết thì mình mới hoang mang. Mình đặt số mol FeNO3 2 lần là A, số mol AlNO3 3 lần là B. Được không ạ? Thì lại may mắn là ở đây thì mình sẽ có là FeNO3 2 lần mà nhiệt phân ấy thì nó tạo thành Fe2O3 cộng với NO2 cộng với lại O2. 2 ở đây, 2 là 4 ở đây, 2 nhân với 2 là 4, 4, 3, 12. 12 trừ đi 8 bằng 4, 4 trừ 3 thì còn 1, vậy chỗ này là 1/2. Vậy nếu đặt số mol FeNO3 2 lần là amon thì mình có số mol NO2 là 4A. Sorry ạ, A nhân 4 chia 2 là 2A. 2A. Số mol của O2 sẽ là A nhân 1/2
chia 2 là 0,253. Đây là từ một phương trình. Phương trình thứ hai là với anh AL, NO3 tất cả 3 lần nhiệt phân thì sẽ thu được Al2O3 cộng NO2 cộng O2. Thì chỗ này anh này là 2 này, 2 nhân 3 là 6 này, đếm oxy này, 2 nhân 9 18, 18 trừ 12 còn 6, 6 trừ 3 bằng 3, đây 3/2 oxy. Vậy đặt anh này là B thì số mol NO2 là 6B và số mol oxy là 1,5B. Thế vậy thì khi mình đặt này thì mình được cái lợi lộc gì? Mình được cái lợi ích gì với cái câu này? Thì có phải là sau khi đặt như này á thì mình sẽ có làm một cái phản ứng nữa là phản ứng NO2. Phản ứng NO2 tác dụng với lại oxy, tác dụng với nước. NO2 tác dụng với oxy, tác dụng với nước để tạo thành HNO3. 2 lần, 2 3 là 6. 2 ở đây. 6 trừ 4 là còn 1, 1 trừ, à, còn 2, 2 trừ 1 là 1, chỗ này là 1/2 oxy. Vậy mình nhìn này này. Tỷ lệ của NO2 gấp 4 lần oxy. Vậy mình nhìn anh này gấp 4 chưa? Gấp 4 rồi nhá. Anh này này, 2 chia 0,25 hơn gấp 4. Vậy điều này dẫn đến là điều gì? Suy ra là oxy làm sao ạ? Oxy ở đây thôi là oxy này nó sẽ hết. Nhưng đề bài lại cho là thêm thêm 5 x 10 mũ trừ 3 mol oxy nữa. Đúng không các em nhìn thấy không? Thêm thêm 5 x 10 mũ trừ 3 mol oxy nữa. Thì cái việc mà thêm thêm 5 x 10 mũ trừ 3 oxy này nữa nó ảnh hưởng đến việc gì? Nó ảnh hưởng đến việc tính toán của chúng ta. Đúng không? Đấy, một câu rất rất hay. Câu rất rất đặc biệt, khiến cho chúng ta rất rất dễ bị sai. Đúng không? Thu đỗ nộp y hấp thụ hoàn toàn y thì không thấy khí thoát ra. Vậy chỗ này là phản ứng hết. Đúng không? Chỗ này là phản ứng hết. Không thấy khí thoát ra mà. Là phản ứng hết. Thì đây là thầy vừa mới giảng cho chúng ta thôi, để các bạn nào mà bị mất gốc thì có thể nắm được nhá. Thế còn bây giờ ấy, giải cái này thì do không thấy có khí thoát ra nên mình bảo toàn nguyên tử nguyên tố nitơ. Số mol H cộng thì chính bằng số mol HNO3. Bảo toàn nitơ thì mình sẽ có là số mol HNO3 chính bằng số mol NO2. Được chưa? Và bằng 0,07. Ok chưa? Và NO2 ở đây bằng 0,07 thì anh này bằng 0,07. Được chưa? Vậy là mình đã có ngay gì? Vậy là mình đã có ngay một cái biểu thức gọi là biểu thức hệ phương trình bảo toàn nitơ này, 2A cộng với lại 3B bằng 0,07. Phương trình thứ hai là phương trình bảo toàn E. Bảo toàn E các em nhé. Bảo toàn E. Mình có này, sắt của mình là dương 2 lên sắt dương 3 các em nhìn thấy chưa? Vậy là nhường đi mà 2 trừ đi 3 là 1E. 1 nhân A. Nhôm dương 3 vẫn giữ nguyên là nhôm dương 3, không thay đổi. Oxy trừ 2, trừ 2 ở đây cuối cùng cũng về oxy trong HNO3. Cũng là oxy trừ 2, chẳng ảnh hưởng gì. Vậy đây này. Vậy ở đây chỉ có oxy 0 về oxy trừ 2. Đúng không? Oxy 0 về oxy trừ 2. Thế bảo toàn E đoạn này. Nitơ thì cuối cùng cũng, đây, nitơ xuất phát là nitơ dương 5, cuối cùng vẫn về dương 5. Vậy ở đây mình bảo toàn E mình sẽ có, nó sẽ bằng oxy 0 với oxy trừ 2 là 2, 2 2 là 4, 4 nhân 5 nhân 10 mũ trừ 3. Đến đây mình tìm được A và mình tìm được B. Đấy chưa? A bằng 4 nhân 5 nhân 10 mũ trừ 3 bằng 0,02. Vậy B sẽ bằng này, 0,07 trừ đi 0,04 bằng chia 3 bằng B bằng 0,01. Với B bằng A bằng 0,02, B bằng 0,1. Thì hoàn toàn tới đây chúng ta tìm được M. Dễ hợp các em nhỉ? 0,02 nhân với M ngoặc đơn 56 cộng 62 nhân 2 cộng với 0,01 nhân M ngoặc đơn 27 cộng 62 nhân 3 bằng 5,73 gam.
Đáp án đúng là đáp án D, 5,73 gram. Ok chưa? Một câu rất hay. Câu 66 nhá. Mình sang câu tiếp theo, câu 72. Làm xong câu 72 này chúng ta có 8 điểm. Làm xong câu 72 này mình mới có 8 điểm thôi. Đừng vội vui mừng. Đây là đề dự đoán á. Câu 72 ạ. V lít CO2 vào 2 lít dung dịch NaOH thu được dung dịch X chứa 25,72 gam chất tan. Vậy dung dịch X này nó sẽ có hai khả năng. Khả năng thứ nhất là nó gồm NaOH dư và Na2CO3. Khả năng thứ hai nó gồm NaHCO3 và Na2CO3. Cho từ từ đến hết H cộng vào, H cộng từ từ vào. Số mol H cộng 1 nhân 0,19 bằng 0,19 thì thu được CO2, chưa giải quyết được gì. Vẫn cho phần này tác dụng với béo này lần dư. Thì chắc chắn anh này có tác dụng nhưng không thu kết tủa. Anh này tác dụng tạo thành kết tủa BaCO3. Số mol bằng 21,67 chia 197, 0,11. Vậy mình đi bảo toàn nguyên tử nguyên tố carbon trong này là 0,11 thì anh này bằng 0,11. Mình đi tìm được số mol NaOH luôn, 25,72 trừ đi 0,11 nhân 106 bằng 14,06 mà chia cho 40. U số mol hơi lẻ. 0,3515 lẻ nhỉ? Hơi lẻ đấy, để anh thầy thử lại xem. Anh này 0,11 này. BaCO3 bằng 0,11. BaCO3 bằng 0,11. CO2 và NaOH đúng rồi, chất tan bảo toàn. H cộng dư ra CO2 thì kia là bao nhiêu đề bài cho chúng ta khối lượng kết tủa 21,67 chia 197 bằng 0,11, đúng rồi. 25,72 gam chất tan dung dịch X, 25,72 trừ đi 0,11 nhân 108 bằng nhân 106 chia 40 bằng, đúng rồi, 0,3515. Thế là loại rồi, bởi vì 0,3515 này thì đầu tiên H cộng vào tác dụng bọn này thì H cộng hết rồi, không sinh ra khí CO2 được. Nên mình loại trường hợp này. Được không ạ? Trường hợp số 2 bây giờ mới tác dụng với H cộng từ từ này. Trường hợp số 2 này. Sau đó là tác dụng với BaOH hai lần dư này. Thu được kết tủa BaCO3 này. 0,11. Mình đặt anh này là A mol, anh này là B mol thì mình sẽ có hệ phương trình. Thứ nhất về khối lượng chất tan. 84A cộng 106B bằng 25,72. Ok chưa? Phương trình thứ hai là phương trình bảo toàn carbon. A cộng B bằng 0,11. Ok chưa? Mình có này. 84 bằng 106 bằng 25,72 bằng 1 bằng 1 bằng 0,11 bằng. Ô. Lại lẻ. Thế là thầy bị tính nhầm ở đâu à? 25,72 đúng rồi. BaOH lần dư thì thu được cái tủa BaCO3 đúng. Thu được dung dịch X 25,72 gam chất tan, thầy đang bị lỗi ở đâu ấy? Cả hai cái này đều không ra. 84, đây là 23 cộng 1 là 24, 24 cộng 60 84 rồi. 106 bằng 25,72. Đúng. A cộng B phần 2 tác dụng. À. Chỗ này là cả hai phần thì quên chưa chia cho 2. Đây là mỗi phần. Rồi. Sai ở đây, quên chưa chia cho 2. Quên chưa chia cho 2 phải giải lại từ trường hợp số 1 các em ạ. À. Đấy, thầy đang tính của một phần. Thảm nào. Quên chưa chia cho 2. Đây. Đây, trời ơi là trời. Chỗ này 25,72 phải chia cho 2 thì bằng. Lý toàn đấy ạ.
12,86. Đấy, ngồi phòng thi mà như thế là cũng run như cây sấy. 12,86 trừ đi 0,11 nhân 106 bằng chia 40. Ui tròn 0,03. Lấy luôn anh này luôn thôi. Lấy luôn anh này luôn. Vậy là xóa trường hợp số 2 đi. Trường hợp số 2 không tính nữa. Nếu mà giả sử cái này không ra thì mình sẽ sử dụng đến trường hợp số 2. Ra mỗi cái này thôi. Được chưa? Tiếp tục các em nhá. Bây giờ tác dụng H cộng thì đầu tiên OH trừ tác dụng H cộng trước. Vậy là sau đó nó chỉ còn là 0, bao nhiêu nhỉ? Đầu tiên là OH trừ này. Tác dụng với H cộng này. 0,03 này. Thì hết 0,03 này. Vậy còn 0,16. Thì đến CO32 trừ 0,11 cộng với H cộng, chỗ này còn 0,16 thì tạo thành HCO3 trừ, tính theo thằng nhỏ hơn là 0,11 cộng với H cộng còn dư là 0,16 trừ 0,11 thì còn 0,05 để tạo thành CO2 là 0,05. Được chưa? Vậy giá trị của V2 là bằng 0,05. Thế còn bây giờ là V, để bài hỏi V cộng V1 cơ mà. Bảo toán carbon 0,11 thì anh này là 0,11. Vậy mình suy ra mình có V cộng V1 bằng 0,05 cộng 0,11 nhân 22,4 bằng 0,16 nhân 22,4 bằng 3,584. Được chưa? À nhưng thầy lại phải nhân 2 đấy cậu. Ui kinh thật. Chỗ này phải nhân 2. 0,1 phải nhân 2 lên. Căng đấy nhờ. 0,05 bởi vì đây V1 là toàn bộ mà. Còn V2 này một phần, câu này lừa nhờ. 0,05 cộng với 0,11 nhân 2 bằng nhân 2,4 bằng 6,048. Ôi ôi. Chật vật mới ra câu này, trời ơi, toàn câu lừa đến thầy Minh còn bị lừa. Kinh nhỉ. Các bạn thấy sợ không? Tiếp. Câu hỏi 3 thôi. Dọa dọa vậy cho vui chứ sợ gì. Có thể độ rồi. Nhá. Câu 73. 73 là một câu dễ, các bạn cố gắng đi. Comment thả chấm, cố gắng, quyết tâm. Quyết tâm mình làm được. Mình làm được. Nhá. Chiến đấu không thầy. 73. Thủy phân hoàn toàn hỗn hợp E chứa 2 triglycerid X và Y. E này chứa 2 triglycerid X và Y này. Trong dịch NaOH thu được 3 muối C15H31COONa, C17H33COONa, C17H35COONa với tỷ lệ, và dĩ nhiên mình không quên có cả glycerol C3H8O3 với tỷ lệ tương ứng 2,5, thì anh này là 2,5A, 1,75A và 1 này là A. 6,44 gam glycerol, mình tìm được số mol 6,44 chia cho 92 thì bằng 0,07 mol của glycerol. Thì có phải mình có là số mol NaOH ấy. Số mol NaOH thì luôn gấp 3 lần số mol của glycerol rồi. Số mol NaOH thì luôn bằng 3 lần số mol của ly không? Vậy nó bằng là 3 nhân với lại 0,21, 0,07 bằng 0,21 rồi. Thứ hai mình đi bảo toàn natri không? Thì có phải mình có, khi mình bảo toàn natri mình sẽ có số mol NaOH bên này. Thì chính bằng đây ạ. Một lần 2,5A cộng với bao nhiêu ạ? Một lần 1,75A cộng với một lần A thì bằng 0,21. Tới đây chúng ta chắc chắn tìm được A. 0,21 chia cho mở ngoặc đơn 2,5 cộng 1,75 cộng 1 bằng 0,04. A bằng 0,04. Vậy 1,75A bằng 0,07. 2,5A bằng 0,1.
Được chưa? Ô, chỗ này thầy đặt A nhầm rồi, không nên đặt A, đặt A phẩy thôi. Bởi vì đề bài cuối cùng hỏi giá trị của A nó là của A mol khí oxy cơ. A phẩy, A phẩy. Đặt A phẩy các em nhé. A phẩy, A phẩy, A phẩy, A phẩy. Được chưa? Bây giờ đề bài hỏi là đốt cháy 47,488 gam E cần vừa đủ A mol khí oxy. Giá trị của A là. Thế thì bây giờ mình làm thế này đi cho dễ. Mình làm này cho dễ. Số mol NaOH mình biết rồi. Số mol NaOH bằng 0,21. Vậy bây giờ mình sẽ suy ra, mình bảo toàn mình tìm được E của mình gồm carbon này, hydro này, oxy. Được chưa? Bảo toàn nguyên tử nguyên tố carbon là mình tìm được carbon trong E. Mình lấy 0,11 nhân với 16 cộng với, đây là 0,1 nhân 16 ạ, cộng với 0,07 nhân với 18 cộng với 0,04 nhân với 18 cộng với 0,07 nhân với 3 bằng carbon bằng 3,79. Đấy chưa? Hydro. Bảo toàn hydro các em nhé. Bảo toàn hydro nhé. Bảo toàn hydro ạ. Nào, đây. 31 nhân 0,1 cộng với 33 nhân 0,07 cộng với 35 nhân 0,04 cộng với 0,07 nhân 8, 8 nhân 0,07 bằng trừ đi 0,21 hydro ở đây. 7,16. Bảo toàn oxy nhé các em nhé, nốt bảo toàn oxy. 2 nhân 0,1 cộng 2 nhân 0,07 cộng 2 nhân 0,04 cộng 3 nhân 0,07. Được chưa? Trừ bên này trừ 0,21 bằng 0,42. Vậy hỗn hợp E này của thầy, đấy, thì thầy sẽ có khối lượng của nó là bằng đây 3,79 nhân 12 cộng 7,16 nhân 1 cộng 0,42 nhân 16 đấy ạ. 3,79 nhân 12, 7,16 nhân 1, 0,42 nhân 16 bằng 59,36. Bây giờ mang toàn bộ thằng E này đi đốt. Bây giờ thầy cứ mang toàn bộ thằng E này đi đốt. Đúng không? Mang toàn bộ thằng E này đi đốt. Carbon 3,79, hydro 7,16, oxy 0,42. Đốt trong O2 thì phải mình thu được CO2, H2O không? Mình đi bảo toàn carbon 3,79, bảo toàn hydro 7,16 thì phải chia cho 2 bằng 3,58. Vậy bây giờ mình bảo toàn oxy ạ, 3,79 nhân 2 cộng 3,58 nhân 1 trừ 0,42 bằng chia 2 bằng số mol oxy bằng 5,37. Đừng chọn vội, đừng chọn vội. Chỗ này tương với 59,36 gam mà đề bài hỏi ở đây là 47,488 gam E cơ mà. 47,488 gam E thì cần bao nhiêu oxy? Thì đây 53,36 thì cần 5,37. Vậy 53,36 gấp bao nhiêu lần 47,488? 59 chia 47,488 bằng gấp 1,25. Vậy 5,37, 5,37 chia cho 1,25. Chết chết chết. 5,37 chia 1,25. 4,296. Vậy suy ra 47,488 thì cần 4,296 mol oxy. Được chưa? Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án gì? Các em thấy không? Đây là một câu triglycerid cực hay. Và chúng ta lấy ở mốc này là mốc 8,25 điểm nhá, mà do thầy và các em cùng chinh phục được. Hay không? Bị tượng.
giải xong 74 là mình mới chỉ sang một cái mốc, đó là cái mốc này là mốc 74 là mình mới sang một cái mốc gọi là mốc 8,5. Như các em đã nhìn thấy thì như ở đây thì thầy vừa nãy là thầy có chữa cho các bạn nát hóa, còn hiện tại bây giờ là thầy chữa đang cho các bạn mục tiêu 8 cộng nhá. Rất là mong muốn tất cả các bạn mục tiêu 8 cộng thì ở đây theo dõi bài học này giúp thầy là comment đáp án và chia sẻ bài học này về tường, cũng như giới thiệu thầy tới tất cả các em của 2K5 của các em giúp thầy nhá. Ok không ạ? Học hóa ai? Học hóa thầy mình. Ok. Chúng ta sẽ học về kiểu bản chất. Câu 74. Câu 74 các bạn quan sát vào đây. Đầu tiên chúng ta phải nhìn tính ý này. Đốt X2 chỉ thu được CO2 và N2SO3. Vậy tương đương với mà X là no hở chỉ cho một loại nó trước. Vậy suy ra X1 no, X2 no, X3 no. Đúng không? X4 cũng phải no. Theo đốt cháy lại chỉ thu, vậy suy ra mình có này, X2 là còn phải no nữa. Nên suy ra chỉ có thể là anh mà đây chỉ thu được CO2 và N2SO3, vậy chứng tỏ X2 không có nhóm, không có hydro. Vậy nó chỉ có thể là CONA. CONA mà thôi. X2 là CONA, CONA. Vậy ngay tức từ cái phương trình C này mình sẽ suy ra X3 nó sẽ là, đây là X2 nhá. Tác dụng HCl thì nó sẽ X3 sẽ là COOH. COOH. Được chưa? X3 mà cộng với lại Ca5OH để tạo thành X4 và cộng nước. Vậy X4 của chúng ta cộng một nước thôi, vậy X3 của ta là gì? COOC2H5 COOH, đây là X4. X4 hợp chất hữu cơ tạp chất, chính xác. Được chưa? X2 là chất lượng tính, sai. Tìm được X2, X4 rồi, có cái nào để nói X3. X3 nhiệt độ sôi cao hơn X thì chưa biết. Thế thì X2 biết rồi, X3 biết rồi. Bây giờ X1 ăn 2 NaOH thì tạo thành X2. X1 ăn 2 NaOH tạo thành X2. Thế vậy bây giờ X1 là gì? Thì từ đây mình suy ra X1 của mình có NH3. Vậy X1 nó sẽ là COONH4. COONH4. Được chưa? Thế thì với X1 là COONH4 thì mình suy ra A luôn. Thằng X ra X1 và 4 bạc, vậy X1 chỉ có thể là CHO. CHO. Đây là X. X3 nhiệt độ sôi cao nick, X3 đâu? Đây X3, axit nhiệt độ sôi hơn anhít, chắc chắn đúng. Hydro hóa hoàn toàn X thì thu được ethylene glycol cộng hydro thì mình thu được CH2OH. CH2OH chính xác luôn. Điều chế X3 trực tiếp bằng cách oxy hóa không hoàn toàn X, chính xác nốt. Được chưa? Vậy ở đây mình có A, B, C, D đều đúng nhá. Vậy suy ra mình sẽ có 4 phát biểu đúng. Các bạn nhìn nó chưa? Mình sẽ có 4 phát biểu đúng nhá. Ngon lành thế nào. Ôi, câu 75 một câu dễ quá. Câu 75 là một câu thí nghiệm vận dụng cao có trong đề thi năm nay của chúng ta. Cho 1 ml dung dịch anilin vào ống nghiệm 1 rồi nhúng giấy quỷ tím vào dung dịch. Thì ở thí nghiệm 1 thì anilin là không đổi màu, quỷ tím là không đổi màu. Nhưng nếu mà thay anilin bằng benzinamin, benzinamin là C6H5CH2NH2 thì quỷ tím chuyển màu xanh đúng. Bởi benzinamin thì tính bazơ mạnh hơn thằng anilin. Thí nghiệm 2 cho anilin vào vài giọt nước brom thì thu được kết tủa màu trắng. Thu được kết tủa màu trắng. Thay brom HCl hiện tượng xảy ra tương tự là sai. Nó có phản ứng thế đâu. Kết thúc thí nghiệm 2, kết tủa màu vàng, sai kết tủa màu trắng. Ở thí nghiệm 2 xảy ra phản ứng thế brom và nhân thơm anilin, chính xác. Nguyên tử hydro của vòng benzen trong anilin khó bị thay thế hơn hydro trong benzen, sai. Anilin là nhóm thế, là nhóm thế NH2. Nhóm thế này no, dễ thế hơn. Được chưa? Vậy mình sẽ có gì? A và D là đúng. Các bạn nhớ chưa? A và D là đúng nhé. Mình chỉ có hai đáp án thôi. A và D là đúng. Vậy câu 75 đáp án đúng của chúng ta
Nó là đáp án C. Dễ nha. Sao bọn khó rồi này. Sao bọn khó le cổ rồi này. 76 khó, 77 khó, 78 khó. À 79 ngon, 79 ngon, 79 ngon, làm 79 trước. Ở điều kiện thường. Ở điều kiện thường, glucose và anilin đều là chất rắn và dễ tan trong nước. Sai, anilin là chất lỏng. Khi tham gia phản ứng Chang bạc, glucose bị oxy hóa thành amoni gluconat, đúng. Amylose và amylopectin trong phân tinh bột đều có chung mạch phân nhánh, sai, amylose là không phân nhánh. Ở điều kiện thường CH3NH2, CH3CH2NH2 là chất khí mùi khai, đúng. Để rửa ống nghiệm có dính anilin, có thể tráng ống nghiệm bằng HCl, đúng. Gạch cua nổi lên trên khi nấu riêu cua là hiện tượng đông tụ chất béo, sai, đông tụ protein chứ không phải đông tụ chất béo. Thành phần hợp chất hữu cơ nhất thiết phải chứa nguyên tố carbon chứ không cần thiết phải có nguyên tố hydro. Đấy chưa? Vậy câu 79 của chúng ta chỉ có 3 đáp án đúng thôi. Nên đáp án đúng chúng ta đáp án gì? Còn câu điện phân siêu khó này, một câu này. 78 là 2 câu, 77 là 3 câu và 76 là 4 câu. Bây giờ mới ăn được 9 các em ạ. Đến bây giờ chúng ta mới ăn được 9 điểm. Ok không? Bao nhiêu bạn muốn thầy chữa tiếp? Nào. Bao nhiêu bạn muốn thầy chữa tiếp chấm một cái để thầy biết. Bao nhiêu bạn muốn thầy chữa tiếp 4 câu vận dụng cao? Bao nhiêu bạn muốn thầy chữa tiếp nào? 4 câu vận dụng cao. Thả chấm xuống cái. Chinh phục 76 các em nhá. 76 ạ. Một câu vô cơ siêu khó. Các bạn cũng để ý. Hòa tan hết 7,44 gam. Hỗn hợp gồm magie này, VGO này, Fe này, Fe2O3 này vào dung dịch chứa 0,4 mol HCl này và 0,05 mol NaNO3 này. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thì thu được dung dịch X chứa 0,448 lít điều kiện tiêu chuẩn khí gồm NO và N2 và mình tìm số mol nó bằng 0,02 mol hỗn hợp khí gồm NO N2 thì khối xo hydro bằng 14,5, vậy phân tử khối trung bình bằng 14,5 nhân 2 29. Cháu này 30, cháu này 28. 1 1 1 chia 1 tỷ lệ 1 1 về mỗi anh bằng 0,01 mol. Tính rất nhanh. Và gì ạ? 22,4 gam muối. Dung dịch X. À đây là khí, thằng này không phải thuộc dung dịch X. Chết, đây là khí. Khí. Dung dịch X. 22,47 gam muối. Được chưa? Cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch X. NaOH dư. Thu được kết tủa Y. Nung Y trong không khí đến khối lượng không đổi thì thu được 9,6 gam chất rắn. Nung trong không khí đến không đổi thì thu được chất rắn. Khối lượng là 9,6 gam. Mặt khác, nếu cho dung dịch X tác dụng với AgNO3 dư. AgNO3 dư. Nghe sợ nhỉ? Thì thu được M gam chiết tủa. Biết rằng chất tan trong X chỉ chứa hỗn hợp các muối. X chỉ chứa muối. Xác định giá trị của M. Càng biết. Giờ các bạn cùng theo quan sát thầy nhá. Mình đã tìm được số mol NO bằng 0,01 và số mol N2 bằng 0,01. Thế thì trong này dung dịch muối này thì
Đây, dung dịch muối thì có cả nước nữa. Vậy nếu vậy mình đi bảo toàn khối lượng trước. Mình có này, 7,44 cộng với khối lượng HCl 0,4 nhân 36,5 cộng khối lượng NaNO3 0,05 nhân với 23 cộng 62 85 bằng khối lượng khí 0,02 nhân 29 cộng với 22,47. À đây, xóa này đi. Đây, 2,47 gam muối ghi đây. Cộng với m nước. Và từ đây mình tìm được số mol của nước bằng 7,44 cộng 0,4 nhân 36,5 cộng 0,05 nhân 85 trừ 0,02 nhân 29 trừ 22,47 bằng chia 18 bằng 0,18 mol. Số mol nước bằng 0,18. Được chưa? Vậy hoàn toàn tới đây mình đi bảo toàn nguyên tố hydro. Có một dấu hiệu là mình thấy có sắt, có magie thì mình dự đoán trong dịch muối này sẽ có NH4 cộng. Nên mình đi bảo toàn nguyên tử nguyên tố hydro mình sẽ có. Trước phản ứng này, 1 hydro, 1 nhân 0,4 bằng sau phản ứng này. Đây có hydro, đây có hydro. 2 hydro nhân 0,18 cộng với 4 hydro nhân số mol NH4. Và ở đây mình tìm được số mol NH4 cộng bằng 0,4 trừ đi 2 nhân 0,18 bằng chia 4 bằng 0,01. 0,01 mol. Được không ạ? Đấy. Thế bây giờ nhá, thế bây giờ này. Mình cần oxy hóa cái hỗn hợp của magie, MgO, Fe và FeO. Nếu mà oxy hóa bọn này lên số oxy hóa tối đa thì mình cần bao nhiêu? Thì mình phải nhìn đây. Anh này 9,6 gam chất rắn. Đây ạ. Dung dịch muối này của chúng ta sẽ gồm là NH4 cộng này, Mg2 cộng này, Fe3 cộng này, Fe3 cộng, bởi vì có NH4. Thế thì tác dụng với NaOH dư thì kết tủa chúng ta nó sẽ gồm là Mg OH 2 lần, Fe OH 3 lần. Nung nấu trong không khí mình sẽ thu được MgO và Fe2O3. Một điều cực kỳ đặc biệt nhé. Này, chất rắn này, sau phản ứng này. Đây, ban đầu là magie MgFe 7,44, sau ra MgO Fe2O3. Vậy ở đây mình sẽ có một cái tư duy là cần oxy hóa để oxy hóa. Đây, để này cho dễ nhìn. Để mình oxy hóa 7,44 gam hỗn hợp lên số xóa tối đa. Đây. Không nhá. Lên dương 2 nhá. Đây dương 2 giữ nguyên rồi, không lên dương 3 nhá. Dương 3 giữ nguyên rồi. Vậy ở đây mình sẽ có này. Để oxy hóa 7,44 gam hỗn hợp ban đầu lên số oxy hóa tối đa thì mình cần thêm số mol oxy nữa bằng 9,6 trừ đi 7,44 được bao nhiêu chia 16 bằng 9,6 trừ 7,44 bằng chia 16 bằng 0,135 mol. 0,135 mol oxy. Được chưa? Vậy đến đây mình đi bảo toàn electron. Oxy hoàn toàn đây lại 0,135 với oxy thì nhân 2 e. 0,135 thì bằng 3 lần số mol NO nhân 0,01 cộng 10 lần số mol NH2 nhân 0,01 cộng 8 lần số mol NH4 nhân 0,01. Đây số mol NH4 0,01.
Vậy hoàn toàn. Ở đây mình có ô tô chết sao? À còn nữa, chỗ này tác dụng với anh bạc thì trong này khả năng cao còn gọi sát hai, thì trong này có cả sát hai này, thì vậy là mình sẽ có là cộng với số mon bạc, đây bạc kết tụa số mon bạc, vậy hoàn toàn đến đây mình tìm được số mon bạc bằng 2 nhân 0,135 trừ đi 0,03 trừ đi 0,1 trừ đi 0,08 bằng 0,06, số mon bạc bằng 0,06. Thì chỗ này cái tủa này ngoài bạc 0,06 chúng ta còn phải lưu ý cho thầy là trong này có CL trừ thì tác dụng với bạc cộng để tạo thành kết tủa AgCl nữa. Số mol theo CL là 0,4. Vậy mình có M kết tủa nó bằng là M bạc cộng với lại M AgCl bằng 0,06 nhân 108 cộng 0,4 nhân với 108 cộng 35,5 bằng 143,5 bằng 0,06 nhân 108 cộng 0,4 nhân 143,5 bằng 63,88. 63,88. Vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án này. Được chưa? Các bạn nhớ chưa? Đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án à. Ok nhá. Đây là một trong số những câu khó nhất trong đề. Câu này là câu vô cơ lấy 10 điểm. Đấy, thầy vừa chinh phục xong cho chúng ta. Nào, nếu mà thấy hay thì thả tim, thả tim, thả tim, thả tim cho thầy.